13 vuông. Số 8 lưu. Hai đội đang bước vào sân để thi đấu trận bán kết thứ nhất giữa đội Dũng Kỳ Duyên và Lũy FC trong trận ra quân ngày hôm nay. Mang trang phục áo đỏ, quần đỏ là đội Dũng Kỳ Duyên, còn áo trắng, quần màu xám là đội Lũy FC. Trong trận ra quân của đội Kỳ Duyên, số 10 Vin, số 13 Dung, số 4 Miêu, số 14 là Thanh, thủ môn vẫn là Tý. Trong trận ra quân của đội Lũy, số 3 là Môn, số 7 Đạt, số 4 Dũng, số 12 thủ môn vẫn là cái tên quen thuộc bóng đá Phú Yên trong ngày hôm nay. Kỳ Duyên, Kỳ Duyên, mình dịch lên trên đi, xuống đi. Lên trên đi này, mình xác không? Đây là trận bán kết thứ nhất. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội Dũng Kỳ Duyên là đội được quyền giao bóng trước. Vinh, Thanh, và xử lý không tốt của Thanh. Miêu, Dung, đá biên dành cho đội Dũng Kỳ Duyên. Số 10 Vin là tiền đạo của đội Dũng Kỳ Duyên. Vậy là Miêu. Miêu. Môn. Cầu thủ cùng thị trấn với đội Dũng Kỳ Duyên đến từ Sa Kỳ La. Vin, dưới đây vẫn là Vin. Đá biên dành cho Dũng Kỳ Duyên. Miêu. Vin. Thanh. Dưới đây Thanh. Miêu sút xa. Một cú sút đầu tiên rất mạnh của số 4 Miêu. Môn. Môn, một quả tạt hơi cao. Dung. Vin. Rất nhanh, vẫn là Vin, rất hay, tạt bóng vào trong, không được. Không qua được đôi chân của số 3 Môn. Môn và Vin trong mùa giải thị trấn Đắc Đoa hoặc là trên sân Hoàng Phát. Vin không qua được đôi chân của Môn, rất nhanh. Bóng đá chạm tay số 14 Thanh. Thời gian trôi qua chưa đầy 5 phút. Hai đội đang chơi với tinh thần rất cao. Gì? Đạt không qua được Miêu. Miêu. Vin. Vin. Trời mới tạnh mưa cho nên sân rất trơn. Môn. Miêu. Miêu. Pha đè người rất tốt của Miêu. Thanh. Thanh. Miêu. Thanh.
Vin. Miêu. Vin. Miêu. Vin kịp không? Rất nhanh. Số 12 đã cản phá rất hay. Đã biên dành cho Dũng Kỳ Duyên. Miêu. Miêu. Vin. Cú vào. Một cú sút bóng đi chìm. Vin. Không được. Mạnh vô mặt ngang. Phá bán. Dung. Không được. Phản công cho Luis. Đạt. Môn. Một quả xuất xa. Không có gì khó khăn đối với Tý Bờ Ly. Vin. Vin dẫn anh thân. Phá bóng an toàn của Môn. Dung. Vin. Vậy là Sao Úc đã vào sân. Giờ này Đạt. Số 12. Đạt không được. Một pha chọc khe rất hay nhưng rất tiếc là pha xử lý của Đạt. Tý Bờ Ly. Vin. Miêu. Thân. Thân. Thân dưới đây. Dung. Vin. Miêu. Miêu dưới đây. Miêu. Không được. Đường chuyền hơi non. Sớm. Không được, mất bóng rất là nguy hiểm. Phản công Sa Rúc không được. Đường truyền của Sa Rúc hơi mạnh. Và cắt bóng rất hay của số 12. Vậy là số 12 đã bị phạm luôn. Trận đấu được tiếp tục. Miêu. Miêu. Vin. Không được. Môn. Úc. Môn. Úc. Đường chuyền rất hay nhưng pha xử lý không tốt của Trung. Dung. Dung sút. Dung. Dung không được. Hơi chậm của số 13 Dung. Anh đã vượt qua được hai cầu thủ. Giờ đây đã biên dành cho Dũng Kỳ Duyên. Nhiều. Úc. Miêu. Giờ đây. Úc. Đạt. Không được. Để mất bóng rất là nguy hiểm. Vin sút. Sút hơi nhẹ. Dung. Hình. Dung. Không vào. Một cú sút bóng đi chìm. Cú sút thứ hai của Dung. Đường chuyền rất đẹp. Chẳng ra chẳng đá. Đạt.
trong phạt góc cho Luis. Giờ này Vin. Vin. Bóng đã đi hết rồi. Đá biên dành cho Luis. Trung. Ok. Không được. Thanh. Vin. Đạt. Dung. Cái đây. Dung. Miêu. Vin. Và xử lý bóng không chính. Vin. Không được. Môn. Môn. Đạt. Vin ra đây. Dung. Dung. Không vào. Một cú sút rất nhanh bằng chân trái của Dung. Sút tiếp. Cú sút tiếp vẫn không vào. Liên tục ép sân. Liên tục đẩy những cú sút đến từ Dũng Kỳ Duyên. Trong. Vin. Môn. Rất hay. Cú vào. Một pha đánh gót của số 7 Đạt không thành công. Rất may cho đội Dũng Kỳ Duyên và rất tiếc cho Luis. Rất hay. Thinh. Dung. Vẫn là Dung. Miêu. Trận bán kết thứ nhất, một trận đấu kịch tính rất hay. Thinh. Vin. Hai đội đều sử dụng những thủ môn rất tốt để bảo vệ cầu môn. Miêu. Miêu. Vin. Vin. Không qua được đôi chân của cầu thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Saruk. Miêu. Vin. Một pha đè người rất tốt của môn. Giờ đây Trung. Trung rất nhanh. Rất khó có thể vượt qua được số 14 Thinh. Thinh. Trận đấu trôi qua gần 15 phút thì chưa có tỷ số nào được mở cho cả hai rồi. Dung. Dung. Cản người không bóng của. Giờ đây Miêu. Môn. Vin. Môn. Thanh. Vin. Không được. Và xử lý bóng không dính của Vin. Thank you.
Môn và Thanh. Quả đánh gót rất hay. Tỷ số đã được mở cho Luis FC. Người vừa ghi bàn đặc thù mang áo số 2 mới vào sân thay người. Đó là quả chạm bóng đầu tiên đã thành bàn của anh. 1-0. Thời gian mới 15 phút. Nhưng không sao, thời gian vẫn còn cho đội Dũng Kỳ Duyên. Lâu. Miu. Cú sút rất mạnh. Thân. Đá biên. Phạt góc dành cho Dũng Kỳ Duyên. Dung. Miêu. Giờ đây. Lâu. Không được. Đường chuyền hơi mạnh của Lâu. Đội Luis xin làm cho thấy. Môn. Lỗi bỏ. Lâu. Dung. Không vào. Và cắt ngang rất hay của Miu. Nhưng rất tiếc anh không thể chạm được quả bóng. Môn. Ốp. Lâu. Bật đèn. Một cú sút rất hay. Không vào. Quả sút tiếp của đạt một quả vô lê bằng chân trái, bóng đi hơi cao. Dương. Lưu. Không được. Giờ đây Úc. Môn. Không. Một cú sút rất mạnh của Môn, bóng đá chạm chân của Lưu. Đá biên. Không được. Úc. Số 2. Phản công rất nhanh. Miêu. Lâu. Miêu. Không vào. Một quả sút rất mạnh của Miêu. Miêu. Phạm lỗi. Dung.
Không vào. Hình. Không được. Đường truyền không tới được chân của Miêu. Miêu. Lâu. Dùng. Miêu chút. Không vào. Rất tiếc là số 8 không thể chạm được quả bóng. Rất tiếc. Cho rồi Dũng Kỳ Duyên. Trận bán kết thứ nhất rất là kỳ tính. Hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về Luis FC. Người vừa ghi bàn là cầu thủ áo số 2. Hai đội đang bước vào hiệp 2 trong kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về Luis FC. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Môn. Úc. Úc. Môn. Một cú sút bằng chân phải rất mạnh của Môn. Cầu thủ đồng hương với đội Dũng Kỳ Duyên Gla. Môn ở bên thì Sa Tân Bình thị trấn. Không vào. Liên tục. Và cú sút đến từ Luis. Môn. Giờ đây số 12. Không được. Miêu. Dung. Lưu. Không được. Không qua được Môn. Dung. Miêu. Lưu. Lưu. Không được. Và bộ bệnh của Lưu. Úc. Lưu. Một pha đẩy từ phía sau của Môn. Một quả đá rất mạnh của Dung. Bóng đá chạm chân hậu vệ. Anh đứng ở này gài đường cao anh. Đứng ở này là đường cao. Chính kia đi. Một cú sút của Dung. Lưu. Lưu hơi chậm. Vin. Dung. Dung. Không được. Môn rất nhanh. Môn. Bỏ chân luôn đi, anh đứng rồi. Dung. Lưu. Miêu. Chưa tốt. Dứt ngay chứ là gì. Nó đọc thần kinh. Đọc thần kinh mà mấy ngày gì. Ngay lập tức co không được. Mấy ngày, mấy giây. Sau gì? Môn. Môn. Dưới đây. Chính lực.
chỉ có đi veo nó mới mới được. Môn. Miêu. Miêu ra đây. Không được. Đường truyền hơi mạnh. Nó vi khuẩn. Sơn phản công cho Luis. Thúc diện vậy hết này. Thúc diện vậy từ thúc trung học. Đạt. Thế này, Miêu. Của số tiếp của Đạt. Miêu. Giờ đây. Lâu. Lâu. Dùng. Win. Một pha đánh góc rất hay. Sơn hết rồi em. Gặp lại Sơn nữa không rồi em. Nó bị kháng, không phải lỗi do anh mà nó bị kháng. Nó chết được một lần, lần thứ hai nó bị khác. Cái keo thu nó vậy, anh gõ lên mạng đi. Anh gọi anh bạn anh sẽ hiểu nó như thế nào. Cười chiếc kháng thuốc rất là nhanh. Anh gọi anh kháng rất là nhanh mà. So với tất cả là sâu. Kháng còn một lần đầu tiên. Không được, một pha cắt bóng rất hay của Môn. Điều luôn. Bên. Không được. Bỏ hết rồi, hết rồi. Dung không được. Rất tiếc cho Dung Thư Duyên. Một đường truyền cắt ngang rất đẹp mặt. Bóng đá chạm chân rồi chạm ngực của số 10 Vin. Đổi hướng thủ môn, tỷ số là 1-0. Tỷ số là 1-0. Người vừa ghi bàn là cầu thủ áo số 10 Vin, nhưng cái tên nổi tiếng tại Busan Đắk Đoa. Số 4 đá vào sân.
Đạt. Rất hay. Không được. Một pha chọc khe không tốt của số 10. Bên đề người rất tốt của Mon. Trận đấu gầy gấn kịch tính hồi hộp cho cả hai đội và bên không được. Không được. Một pha ba đánh một của Dũng Kỳ Chuyên nhưng rất tiếc không thành công. Rất tiếc cho đội Dũng Kỳ Chuyên, một pha chậm của Lâu. Miu. Miu. Mon. Vin. Vin. Một pha kéo người của đội Luis. Không được, một pha xử lý hơi chậm. Miêu Vin không được. Một pha dè hơi chậm của Vin. Một quả đá chìm rất hay. Trung. Phạt góc dành cho Luis. Lâu. Chéo không được. Một quả đá hộc của cầu thủ áo số 7. Số 4. Môn. Thiếu. Vậy là đó có một quả phạm lỗi từ phía sau của Dung. Bài cũ đi anh ơi. Trong trận trong pha dàn xếp đá phạt giữa đội Luis và Bình Viễn Mắt đã thành công, nâng lên tỷ số là 3-2 trong vòng bảng. Wow! Một quả dàn xếp đá phạt rất tốt
Trung. Bay. Bỏ theo. Lâu. Lâu. Một pha va chạm vào mặt Đạt. Cách chú Tèo ơi. Thấp thôi anh em, mình đã thấp thôi. Nếu hai đội cộng hòa với tỷ số 1 đều, hai đội sẽ phải bước qua đá đột lưu. Môn thời gian không còn nhiều. Đạt. Lên luôn em, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Môn. Đi được đây, đi được đây. Rất hay, Dung. Phá bóng quyết liệt của số 10. Chéo. Lâu. Một quả sút xa hơi cao. Xin chào vận động viên tốt nhất. Thời gian chỉ còn 3 phút nữa thôi là trận đấu sẽ được khép lại. Một quả đá chìm rất mạnh của Môn. Vin. Đá biên dành cho đội Dũng Kỳ Chuyên. Dung. Dung. Lưu cũng vào. Đạt. Phá bóng của Đạt rất hay. Dùng. Không. Vin. Một pha sơ hở của thủ môn. Quang hôm qua làm 5 cái. Vin. Không được. Chắc là đây là Dung. Bước mặt vào trận đấu. Được chuyển sang đá Venti. Thời gian hiệp 2 không còn nhiều, chỉ còn
mấy giây nữa thôi. Không vào, chịu. Vin. Dung. Dung. Trận đấu đã được kết thúc với tỷ số là 1-1. Hai đội sẽ phải bước vào quả đá penalty. Hai đội sẽ phải bước qua đá penalty để phân bày thắng thua trong trận bán kết thứ nhất mùa giải 2020-21 Cúp Tâm Nguyên Sport mở rộng tại sân Hòa Phát. Quả đá đầu tiên sẽ thuộc về đội Dũng Thị Duyên. Cầu thủ sẽ phải thực hiện quả đá phạt là Dung, đội trưởng của đội Dũng Thị Duyên. Trong trận tứ kết, Dung đá thành công. Đá. Dung. Một quả đá nhẹ của Dung. Một không. Trao đổi Luis. Quả đá thứ hai. Miu. Chân sút số 1. Quả đá trúng mặt là nóc ao thủ môn. Một quả đá cực kỳ mạnh của số 4 Miu làm trúng mặt. Đạt sẽ thực hiện quả đá thứ hai, nếu thành công trận đấu sẽ được khép lại. Đạt không vào. Tỷ số đang là 1-0. Đây là Vin. À vẫn còn múa. Vin. Tỷ số là 1-1. Và đây sẽ quả đá phân bày thắng thua sẽ nằm trong đôi chân của Sơn Úc, cầu thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Làng 50. Úc. Vậy trận đấu đã được khép lại với tỷ số là 2-1 trong quả đá penalty. Đội Luis FC được lọt vào trận chung kết, còn đội Dũng Kỳ Duyên sẽ phải tranh 3-4. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.